mang tầm vóc là một khu đô thị văn minh hiện đại, xanh, với tiêu chí là xanh, sạch, đẹp, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi tin rằng Dragonfer với tâm huyết của chủ đầu tư sẽ nhanh chóng trở thành một cái khu đô thị đáng sống ở khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.